Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu một mẫu xe đường phố thuộc dòng Escape rất tên tuổi của Gian, đó là Gian Escape 1. Sau đây em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe này. Lớp sơn chính hãng của Gian màu trắng. Hầu như không có một vết xước nào cả. Hình thức được đánh giá là trên 90%. Yên rất là mới của hãng Gian, chính hãng nguyên bản. Cọc yên cũng của Gian. Xe XK1 này có size S phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7, cùng với lớp sơn màu trắng phù hợp với cả bác nam và nữ đều đi được. Y đông chính hãng của Gian, cổ phốt của Gian luôn. Xe được trang bị tay ống xả 8 tầng lip của Microchip. Này tay bấm đĩa có 2 đĩa. Có cặp vành 2 lớp siêu bền siêu nhẹ của Gian chính hãng. Thông số lốp là 700 × 32C. Khung Alux là một khung siêu nhẹ quá nổi tiếng. Xe được trang bị bộ đề Shimano Clarit của Nhật. Tám lít của Shimano nguyên bản. Sau đây sẽ chuyển lít cho các xuống lít. Lên lít. Theo đó là 2 đĩa cho xe 16 tốc độ. Lên đĩa. Đơn luật xuống đĩa. Mượt mà. Cái dáng đường phố phù hợp các bác đi chơi và đi thể thao
phù hợp hết mọi lứa tuổi. Lớp sơn quá đẹp. Vâng, em đã đánh giá xong chi tiết tổng thể chiếc xe Gian XK1. Nếu các bác quan tâm chiếc xe này, hãy nhắn tin Zalo 0975709943. Chiếc xe hiện tại đang bán ở cửa hàng em với giá 6.900.000. Bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Ngoài ra bên em còn bán thêm về đồng hồ Thụy Sĩ, Nga và của Nhật. Nếu các bác quan tâm đồng hồ, hãy lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ.